Thank you.
Thank you.
thâm thiền ban niệm thanh tịnh độ tướng trường khu này ông văn thổ đương và giờ sư sau khi thành đạo và tâm đại tự liền vào chính đề hóa và trên đến giữa đà la đi thần chú tiêu tai khiến cho chúng sinh ba cõi bốn loài hên bệnh quái ương. Nếu có người nào hoang bệnh nan ni chỉ tụng chú này vào bát nương sạch không có vi trùng cho người bệnh dùng điện được khỏe mạnh sống lâu vô bệnh sau khi qua đời sinh về nước và được ngồi bến bãi bây giờ vẫn đồ cầu xin đứng và truyền tụng kinh này dạy anh trừ tai cứu đời mở đạo đương Phật dạy rằng nếu có người nào cũng rằng cầu phung thì trương phải tạo đủ bảy tôn đường đương Phật dường sư đế trên tòa cao đại hóa dâng gương đồ để nói màng giữa đấm thanh tình không giận không buồn thương gió chúng xin gọi tâm cứu họ luôn nhớ bản nguyện của đức giờ sư trong tùng suy tư dạy người làm phung thi đường công đức không thể nghĩ bạn nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn luôn gặp tai nạn nương trôi lửa cháy qua lại hay nghề dài biển cá kề trên non họ sơ sơ đỡ đồng xa răng giá khắp nơi đường tay toa nhờ căn lành dưỡng nên nhớ danh hiệu của Phật dược sư trừ tai thần chú chuyên tâm
Phật Thích Ca Liên khen mời hai đại tướng giờ xa cùng các thần tinh cứu khổ độ sinh đến ơn sư và thán an lại bài kinh gọi tên gì làm sao hành chỉ xin Phật chỉ bảo Thế Tôn dạy do kinh này gọi là dường sư lưu ly quang vương như lai bản nguyện công đức hay gọi mười hai thân tướng dường xoa kinh nguyện thần chỗ nội chúng sinh cũng gọi ba trừ thân kháng nghiệp thương và nói lời này chư đại bồ tát cùng chúng tiểu khưu của vương đại thần và bà la môn các hàng cư sĩ tam chúng trời rộng người với quý thần hiện thầy đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng kính cần phụng hành giả sư quán thế chân ngôn nam mô bạc sa và đế bệ sai xá lũ rô bệ liễu lê ba la ba ga la xà ra đa đa yên đa ra ga la ga đế tam diệu tam bồn đa ra đa điện ha an bệ sai thể bệ sai thể bệ sai xà tam bồn yên đế Nam mô Tiêu Tai.
Tát Nam Mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Văn Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Văn Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Văn Bồ Tát. Kinh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo Chủ Cõi Xa Bà Thủy Tự Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con đôi trước Phật tiền trì tụng kinh chú và niệm Phật, cầu nguyện hồng ấn Tam Bảo chư Phật chư Đại Bồ Tát lịch đại tổ sư Long Thần hộ pháp, từ bi gia hộ cho thế giới được hòa bình, mưa thuận gió hòa, nước thịnh dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, chúng sinh an lạc. Lại cầu nguyện cho chư vị chân linh cửu huyền thần tổ, bách gia bách tính chiến sĩ trần vong đồng bào tử lan, sớm được thác sinh về thế giới an lành. Phổ nguyện âm siêu dương thịnh pháp giới, chúng sinh hàm chiếm lợi lạc. Này cầu nguyện cho hiện tiền đệ tử chúng con, nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng tam chướng tiêu trừ, bồ đề tâm tăng trường, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ. Nam Mô Thiệu Đại Giang Cả Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Thiệu Đại Giang Cả Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Thiệu Đại Giang Cả Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Về nương tựa Phật, thầy khắp cả trời người đấng trí bi toàn vẹn. Con về nương tựa Pháp là giáo lý cao cả, dũng truyền mê thoát khổ. Con về nương tựa tăng, chúng xuất gia thanh tịnh, sáu căn thường vắng lặng. Nguyện đem
công đức này hướng về khắp tất cả